Chào các bạn, hôm nay tôi làm cái clip này để đề cập đến một câu chuyện mà nó cũng đang là thật sự, nhưng mà trong cái quan tâm của tôi thì nó như là cái lời giải đáp cho rất nhiều cái tin nhắn, những cái thắc mắc mà bạn đọc yêu mến đã gửi cho tôi ở trang Facebook Nguyễn Huy Cường. Thì đến lúc tôi cũng phải can dự một chút chứ không thể làm ngơ được. Thì gần đây nhiều bạn gửi tin nhắn hỏi tôi về những cái nội dung, cái nào xấu, cái nào tốt, cái nào đúng, cái nào sai. Thì xin lỗi là ngay trong cái buổi nói chuyện này tôi cũng không thể đáp ứng hết được, mà tôi không có ý tán dương hay bôi bác, hay là mình cũng không có thẩm quyền, hay nữa là để nói về cái sự đúng sai nó dễ chạm lòng lắm, mà nó dễ gây nên những cái bức xúc không cần thiết. Hôm nay tôi chỉ nói ngắn gọn về bốn khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất của những cái thông tin, thì nhiều bạn đọc khi thấy những cái thông tin mà các cái vị vua livestream đưa ra, điểm về cái xấu, cái phạm pháp, cái thâm lặng, cái này cái nọ của một số nhân vật, nhất là trong giới nghệ sĩ như là Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên, vân vân. Thì nhiều bạn xác nhận luôn nó là chính xác, nó là đúng, và người đưa ra cái livestream là dũng cảm, là tuyệt vời. Thì tôi không phản đối, đấy là mỗi người có cái quyền nhận thức của mình. Thế nhưng về phần tôi, với tuổi đời, với kinh nghiệm làm báo và những cái quan hệ đặc hữu khác, thì tôi xác nhận với các bạn là có những cái đúng, có những cái bạn nghĩ đúng, có những cái còn phải chờ thời gian, còn phải chờ thời gian nó xác nhận các bạn. Không phải dễ đâu. Có những cái hôm nay chúng ta thấy là nó đúng, nhưng ngày mai có thể nó đã khác. Hôm nay là một nghệ sĩ đã trừng hết cả bản sao kê và có ý phản kháng bà Phương Hằng, nhưng ngày mai có thể có lúc có tên ở trong bản án hình sự, hoặc là trèo lên trang nhất báo Tuổi Trẻ để trưng. Thế rồi có những cái khác nữa thì tôi không nói nhiều lời, nhưng mà ý tôi cũng nói rằng hãy để cho anh bạn của chúng ta là thời gian nó xác nhận, rồi bây giờ ta tán dương hay là ta chỉ trích cũng không muộn. Những cái giá trị thông tin ấy đối với các bạn thuộc về tư cách của một người xem bình dân, một thầy giáo, một cầu thủ đá bóng, hay là một cái bác thợ hồ, thì thấy nó mới mẻ, nó hơi giật lên một chút. Và đương nhiên ấy, trong nhận thức của người lương thiện thì cái việc mà có một ai đó tấn công những cái bất chính thì là tốt, tôi cũng nhất trí nhé. Đấy là phần thứ nhất, ngắn gọn thế thôi. Nhưng mà tôi xác nhận lại là chưa hẳn nó đã là như thế, chúng ta còn phải chờ sự phân định của thời gian. Bây giờ sang phần thứ hai là thế này, về cái thái độ của những người làm livestream. Mà gần đây thì tôi xin phép được chỉ ra một vài cái tên thật, ví dụ như chị Phương Hằng, chị Trang Khải nào đó, chị Master Vui Vẻ. Thì tôi cố gắng để bằng kiến thức và bằng kinh nghiệm của mình để phân tích xem các chị ấy, các quý bà này thể hiện vì cái gì. Thì qua cái cách làm, cái thái độ, cái phong cách phát ngôn, nó không thể hiện ở cái tư thế chính luận, ở cái tư thế của người đấu tranh với tiêu cực, ở cái tư thế trách nhiệm công dân, ở những cái tư thế cao quý khác, mà nó có vẻ như là để nó sạc cái bức xúc cá nhân, để nó hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn đối phương. Thế thôi. Nếu như các vị này muốn hạ nhau một cách chân chính, hạ là vì công lý, vì chân lý, vì nhân dân, thì thái độ nó sẽ phải nghiêm túc hơn, sẽ phải đường hoàng hơn, chuẩn chỉ hơn, chứ không thể bằng những cái tư cách nó hơi lộn xộn, mà tôi sẽ nói ở cái phần tiếp kế tiếp. Bây giờ sang đến phần thứ ba là phần tạm gọi là phần kỹ thuật nhỉ. Thì hiện nay cái phong trào livestream nó đang là một cái phong trào tương đối là phổ biến, và rất nhiều người ưa livestream. Tôi có một người thân trên cao nguyên, lúc anh mới biết cái gì livestream, một bữa rượu bè chè bê bết
mâm bàn thì bừa bãi, nhà cửa thì bình dân, khốn khổ, nhưng mà cũng là chim. Cầm cái máy cứ soi vào mặt người này, soi vào mặt người kia, cứ làm như là quý lắm, nhưng thực ra nó không là cái gì cả. Thế còn nhiều bạn thì rất là lạm dụng. Thế ở đây tôi muốn nói xoáy vào mấy nhân vật chính thì tôi thấy có những trường hợp, có những cô hầu như coi người xem không là gì cả. Cái văn hóa đầu tiên họ thể hiện là không tôn trọng người xem. Vào là ngồi bôi son môi phấn rồi trang điểm rồi thử quần thử áo rồi gõ cọc cọc đến xem bao nhiêu người rồi. Nó là một cái gì nó rất là trẻ nít, xin lỗi như thế, nó không đáng để tôn trọng. Tự bản thân cái hành vi ấy nó không thể chinh phục được những người khán giả chân chính, mà nó có thể liên kết được với những người bạn dễ tính, vui tính, thích những cái mới mẻ giật gân. Đấy là một cái. Cái thứ hai nữa là cái giọng nói chát chú quá. Cả ba bốn vị tôi thấy, tôi xin lỗi tất cả các vị, tôi là cái người đàn ông, mà đàn ông thì thích nữ tính, thích những người phụ nữ mà công dung ngôn hạnh là phải tốt. Cái thứ ba là cái ngôn là cái dễ xử nhất, không mất tiền mất của gì cả. Ăn nói sao cho nó lời nói không mất tiền mua liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái bài từ phải ấm áp, cái nhịp điệu phải bình tĩnh không nuốt lời, cái thái độ phải chuẩn chỉ. Mình có thể tức bực với cái nhân vật của mình, mình có thể bực mình với những người đối kháng với mình, nhưng mình không thể thể hiện cái thái độ cục bộ ấy đối với tất cả những người xem mình. Có khi hàng trăm nghìn người xem, họ không có tội tình gì cả. Cho nên ấy, cái việc mà các vị không kiềm chế được cảm xúc vào đây để rủa xả nhau, để lên án nhau, mới để khoe tài, khoe đẹp, khoe giàu, và rồi để công kích bên kia với những cái cách làm nó găn gố, nó hiếu chiến, hiếu thắng, nó ầm ĩ tí mẹ, thì thẳng thắn mà nói nó rẻ giá vô cùng. Nó không thể hiện một tí nào cái chất quý bà, quý cô cả, mà nó chỉ giống như một lớp tuổi tinh dài. Nó rất rẻ, có thể nói là nó rất rẻ. Do đó cái hiệu quả truyền thông của các vị nó cũng thấp lắm. Tôi có theo dõi, tôi thấy cái tỷ lệ, cái tổng số bạn follow ấy, theo các bạn lúc đầu nó nhiều, lúc sau nó cứ tụt dần, tụt thê thảm luôn. Là vì thế, lúc đầu họ còn hào hứng với vài cái thông tin của các bạn, hay họ ủng hộ phe nào thì họ thấy các bạn đứng về phe ấy, thế là tự nhiên là đồng đảng. Thế còn về sau là họ từ từ họ rút hết. Tôi có xem một cái trang nào đó của bạn Trang Khải, thì ở cái trang này nó có đến hàng ngàn cái comment. Mới hôm qua đây phải có đến 2/3 nó phỉ nhổ. Thật sự như thế, đây là tôi nói lại, không tin các bạn cứ kiểm tra. Thế thì mình làm gì? Làm để cho nó xả chút bực tức, làm để câu view, làm để cho cái hy vọng và cái vị trí của mình trong thế giới truyền thông nó được đánh dấu. Nhưng mà để nó đổi lại được cái người ta khinh bỉ, người ta xem thường thì chả để làm gì cả. Tự nhiên là phí rượu. Đấy là cái thứ ba. Bây giờ tôi nói những cái thứ tư là cái cấu trúc chương trình. Tôi cảm thấy hình như cả mấy vị này hoặc là nhiều vị khác nữa, hầu như họ không có một chút kiến thức nào về cái cách để tự đạo diễn mình cả. Nói bao nhiêu, định nói cái gì, rồi thì nói như thế nào. Thành ra nó dẫn đến một cái bi kịch. Ví dụ như những cái vụ bà Phương Hằng chỉ trích mấy ông nghệ sĩ, cũng đặt tính hương chẳng hạn. Nội dung thì có thể xem là cũng đáng để tâm. Và nếu như tới đây cơ quan pháp luật người ta túm gáy được cái ông Hoàng Nhạc Việt này thì cũng hay. Thế nhưng mà cứ nói đi nói lại, nói sai, nói hoi, nói rỉa dóc, nói nó hệt như những người phụ nữ đánh ghen. Nó không ra sao cả. Nó vẫn cái chương trình ấy thôi. Tôi đã thử nghe một chương trình gần hết thời gian 1 tiếng 45 phút. Tôi gom lại từng cái thông tin để nói cho nó sắc nét, cho nó đàng hoàng tử tế. 20 phút là nhiều, là đủ ý, không cần hơn. Và khi bạn nói với một chương trình ngắn gọn, xúc tích, sắc sảo, với cái thái độ tốt, với cái trách nhiệm công dân tốt, với cái thông điệp tốt, kết quả nó cao hơn thế hàng ngàn lần luôn.
mà có thể nó giúp cho cái cuộc đấu tranh chống tiêu cực chẳng hạn, nếu có thì nó mau đến kết quả hơn. Đấy là một cái nữa. Còn một cái nữa là về vấn đề ngoại hình, thì các vị phần lớn là nữ, cho nên là phụ nữ thì thường hay có một cái tính tự tôn, ai cũng thấy mình xinh đẹp cả, nhất vào thời nay. Thế nhưng thành thật mà nói với các bạn là cái quyền chấm điểm cái đẹp hay không của phụ nữ thì lại là nam giới chúng tôi. Đấy, cái đẹp chúng tôi nhìn thường là nó ở cái nền nặng, cái duyên dáng, nó là cái tổng thể giữa công dung côn hạnh, nó là cái điểm đạo, cái chân chất. Okay. Nhưng mà đằng này có một số vị trang điểm đến mức tôi nhìn tôi phát sợ, cứ nghĩ là thấy ám ảnh, hoặc là có vị thì cầu thả quá. Thế thì tất cả những cái đó, cái chương trình dài lê thê, cái lối ăn nói gắt gỏng chua ngoa, cái tư thế tư cách nó không chuẩn, nó làm cái hiệu ứng truyền thông nó giảm xuống rất nhiều. Hãy biết tự đạo diễn mình, tự biên tập sao cho cái chương trình nó gọn gàng. Hôm nay tôi đang định nói chuyện với các bạn khoảng 8 phút đồng hồ mà tôi vẫn sợ là nó sẽ quá. Chỉ để nói lại một điều. Bây giờ trước khi dừng lời, tôi muốn nói với các vị một điều để tránh va chạm và tránh bùng nổ. Là trong cả buổi nói chuyện này tôi không hề nói đến nội dung mà các bạn chỉ trích, các bạn nêu, khen ai, chê ai, tố cáo ai, ai đúng ai sai. Ở đây tôi không trình bày, tôi sẽ nói vào lúc khác. Hôm nay tôi chỉ muốn nói về phong cách và nhân cách của người livestream. Nên là những người livestream thông minh, đỉnh đạt thì hiệu quả nó mới cao. Tôi nói đây là vì các vị chứ không phải vì tôi đó, phải không ạ? Chỉ là người mà có thực chất và có thiện tâm đấy, muốn cho các bạn mà vẫn những cái vấn đề như thế nhưng các bạn trình bày nó gãy gọn hơn mà dễ nghe hơn, hình ảnh của các bạn dễ nhìn hơn thì hay hơn cho các bạn. Còn cái cách làm như vừa rồi thì tôi hôm nay tôi phải nói chuyện này là vì một cái lời cuối như thế này. Mãi cho đến hôm qua, hôm xưa tôi mới nghỉ Covid, nó nhàn rỗi, tôi mới tình cờ thôi, tôi được xem một cái chương trình của bạn Trang Khải đến nhà em Hồ Văn Cường gì đấy, và một cái chương trình khác chị gào thét, chị mắng mỏ những người là thế này em ở kia. Thì cái này tôi vẫn nói lại là tôi vẫn không đếm xỉa đến nội dung, mà tôi nói những cái cách làm này thì hình như là đã có một cái hiệu ứng xã hội tên là hiệu ứng Nguyễn Phương Hằng, nó bắt đầu lan tỏa, mà tôi e rằng không lâu nó thành trào lưu xã hội thì nguy hiểm lắm. Tôi muốn con em cháu chắt chúng tôi sống chuẩn chỉ như ông cha người Việt Nam xưa nay, đàng hoàng hơn, trong sạch hơn, duyên dáng hơn, kín đáo hơn, nữ tính hơn, trầm tĩnh hơn. Chứ tôi không muốn có một cái lớp người mà có cái tư chất nó hùng mạnh kiểu này, nó hổ báo cáo trồn kiểu này, nó ghê gớm quá. Thế mà bây giờ mà ai cũng bắt chết ai mà để cho cái phong trào này nó cứ ào ạt bên như thế này thì tôi thấy tai hại vô cùng. Cho nên hôm nay tôi có vài phút nói chuyện trong cái clip này với tất cả lòng chân thành của mình với các vị, và cũng là lời nhắn gửi đến tất cả những bạn đọc thân yêu trên trang Facebook của tôi, để họ thấy rằng cần phải truyền đạt, cần phải tiếp thu những cái tốt đẹp của cha ông mình từ xưa đến nay, những cái nét văn hóa mà đáng trân trọng. Còn những cái mà nó đang xảy ra mà tôi quan tâm từ bấy giờ, theo tôi nghĩ nó chỉ thể hiện được mỗi một nét là mới các bạn, nhờ có công nghệ livestream cho nên là nó mới thế thôi. Chứ còn nếu mà dùng cái mới này để làm những cái video mà lợi ích, như là các anh có một cái thầy giáo dạy văn, thầy giáo chiến ích gì đấy, hoặc là có những cái chương trình dạy nấu ăn ấy, tôi thấy hiệu quả hơn nhiều, mà hữu ích hơn nhiều. Còn nếu mà để nghe những cái chương trình này mà hàng tiếng rưỡi đồng hồ mà cứ ầm ầm ra với tất cả hì hổ, ai ố hỉ nộ rồi chút tất cả bực dọc lên đầu người xem thì nó khó chịu vô cùng. Đây là lời thật. Thì tôi mong muốn các bạn nghe và hiểu được đến đâu thì tôi rất là biết ơn. Xin chào các bạn.